Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của True Smart. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2018, là ngày cuối năm rồi, cuối năm lịch dương. Mai nữa thôi, đêm nay chúng ta sẽ có countdown và ngày mai chúng ta sẽ đến một năm 2019. Thì mình cũng lâu lắm rồi mình quay trở lại hướng dẫn thủ thuật cho anh em, tại vì thực ra dạo này là có thằng Đông nó làm nên mình lười mình không làm thôi. Chứ hôm nay thằng Đông nó về quê nó trốn ăn Tết mất rồi, nên là mình phải quay lại làm cho mọi người xem. Thì hôm nay mình sẽ làm cái gì? Thường thường thì tối nay Hà Nội cũng đang đâu đó để mình check cái nhiệt độ xem mà. Anh em Hà Nội hiện tại thì bây giờ đang 14 độ, khá là lạnh. Đấy, 14 độ mà bây giờ đi ra ngoài đường đi làm thôi là cũng đủ buốt tay rồi. Thì không biết là tối nay anh em có đi quẩy cao đao không? Thì mình thì là một thằng rất lười ra ngoài chỗ đông người. Thật sự như thế, mình với vợ mình thì chả mấy khi đi ra chỗ đông người làm gì cả, chân chúc nhau mệt lắm. Thì mình thì hay ở nhà lướt Instagram hoặc là Facebook. Thì Instagram của mình ấy thì hay có những ảnh người nổi tiếng thì thường xin các bạn đấy, kiểu như Chris này đó đấy, có mấy cái ảnh cũng hay hay kiểu kiểu mấy cái ảnh nghệ nghệ đây. Bây giờ mình sẽ đi tìm một cái ảnh nghệ nghệ nào đấy để mình chỉ cho các bạn. Đây ví dụ như cái ảnh này đó, một cái ảnh của một người bạn của mình. Thì thường thường thì Instagram sẽ không cho phép chúng ta đào ảnh về như Facebook. Đây các bạn hãy giữ vào này, anh em dùng Insta thì chắc là biết, các bạn chỉ thể like vào thôi và cũng không thể đào về. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để đào được cái bức ảnh, những cái ảnh bạn muốn lên trên Instagram về một cách dễ nhất nhá. Và bắt đầu vào video thôi. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị cái gì? Tất nhiên rồi, Instagram thì không thể thiếu. Và thứ hai là gì? Thì mình sẽ có hai cách, đó chính là sẽ sử dụng một cái app bên ngoài và một cái app của Apple. Thì app của Apple đây là gì? Chính là cái hệ thống phím tắt. Cái phím tắt này thì sẽ phục vụ cho những bạn nào mà ở trên iOS 12 đổ lên có hỗ trợ cái phím tắt. Thì các bạn hãy dùng cái phím tắt này. Đó. Và cái thứ hai các bạn chuẩn bị đó chính là FTOS. Đây cái FTOS đây, mình đã tải về đây rồi. Đấy, cái phần phím tắt này. Ok. Thì bây giờ đầu tiên sẽ như thế nào? Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái phím tắt trước. Thì các bạn hãy vào cái Insta cái FTOS này. Đó, các bạn hãy truy cập vào FTOS trước. Các bạn hãy ấn đến phần phím tắt. Đó, các bạn hãy kéo xuống dưới. Chúng ta sẽ thấy một cái đó chính là cái tải ảnh Instagram. Rồi, đây cái mình để đây nhá. Và cái thứ hai đó là các bạn phải lên App Store và tải cho mình cái ứng dụng mang tên là phím tắt. Các bạn cứ gọi phím tắt ra là nó sẽ có của Apple luôn nhá. Các bạn đừng tải linh tinh, chỉ có của Apple thôi. Ok, và khi mà đã tải rồi thì các bạn hãy vào cái FTOS này. Lại này, các bạn vào phần phím tắt. Đó, vào lại cái Insta lúc mà mình tải. Thì các bạn hãy ấn vào cài đặt. Đó. Đấy, các bạn ấn vào cài đặt và các bạn lấy phím tắt. Thì mình đã làm rồi, thì các bạn chỉ cần lấy thôi là nó sẽ hiện ở trong cái phần phím tắt. Thì các bạn hãy, và khi mình đã làm rồi vậy nên là nó sẽ nằm sẵn ở đây. Đấy, đây cái phần phím tắt đây. Đây này, mình đã có cái phím tắt này rồi. Các bạn có thể tùy chỉnh cái phím tắt này thành màu khác cũng được. Tuy nhiên thì mình lại thích màu đỏ, vậy nên là mình sẽ để nó ở đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm là gì? Đó, các bạn hãy vào truy cập vào Insta. Đấy, các bạn hãy đến một bức ảnh muốn đào. Mình sẽ xem bức ảnh nó dị hơn không. Ví dụ như ảnh của anh Chris này. Thì bây giờ các bạn hãy làm gì? Các bạn hãy vào dấu ba chấm ở trên này. Các bạn hãy ấn vào phần chia sẻ. Đó. Ok, đến cái phần chia sẻ này thì các bạn sẽ thấy một cái thanh ở đằng dưới này. Nếu như các bạn nào không thấy thì các bạn hãy ấn vào phần thêm. Thì các bạn hãy bật cái phím tắt lên là xong. Mình đã thêm vào rồi, mình sẽ ấn vào phím tắt. Đó, các bạn hãy ấn vào tài ảnh. Đó, các bạn đợi lúc. Đó, đợi cho cái phím tắt nó nhận. Đó, xong. Ok, vậy là bức ảnh đã có. Các bạn hãy ấn vào phần chia sẻ trên này. Ấn vào phần chia sẻ, các bạn ấn vào phần lưu hình ảnh. Đó, back ra ngoài vào phần thư viện. Đấy, thấy chưa? Chúng ta đã có ảnh của anh Chris ở trong chiếc iPhone của mình. Ok, vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn xong cách để tải ảnh từ Instagram xuống. Đây, mình sẽ làm lại các bạn một lần xem nhá. Đây, chúng ta vào Insta này. Đó, gửi đi. Ok. Ví dụ bức ảnh nào nó đẹp đẹp tí đi. Đây, ảnh Sơn Tùng chẳng hạn của Oreo. Vậy các bạn hãy ấn vào phần vào mũi tên này. À, cái này là quảng cáo, không đào được. Đây đi, ví dụ nhá. Chia sẻ với này. Đấy, phím tắt này, tải ảnh này, đợi nào, biu 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 biu, xong, giờ mình sẽ lưu lại, đó, đấy, vậy là xong rồi, mình đã tải xong bức ảnh, đấy, các anh em có ý kiến thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận phía dưới, mình sẽ giải đáp cho anh em, còn mình sẽ cố gắng tìm thêm một vài ứng dụng để tải ảnh từ bên ngoài cho các thiết bị thấp hơn. Tuy nhiên thì bây giờ mình cũng chưa tìm thấy vì cái app của mình hay dùng nó bị lỗi, nên mình sẽ chưa giới thiệu các bạn được.
Ok, nếu anh em có ý kiến gì thì để lại bình luận nhé. Còn bây giờ thì đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Smart nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong năm mới. Bye bye. À quên, tắt mất rồi. Bye.